chúng ta là ai trong thế giới này? Có lẽ rất nhiều người đã có câu trả lời cho riêng mình. Còn tôi vẫn đang lạc bước và đau đáu đi tìm được giải đáp. Được chưa? Xin chào mọi người. Tôi tên là Đông. Tôi cũng không có họ tên đầy đủ. Bởi lẽ cách đây 20 năm tôi bị lạc mất gia đình của mình. Đấy, ngoan nhá, đừng chạy đi đâu. Anh phải đi bán hàng thì nên quay lại nhá. Đã 20 năm sống tại Hàn Quốc, nhưng những mảnh ký ức đấy vẫn luôn ám ảnh tôi mỗi khi đêm về. Con lại gặp ác mộng về ký ức ngày xưa à? Mà mẹ dặn này, thời gian thì còn dài, việc gì quan trọng thì con làm trước nhé. Dù mẹ nuôi rất tốt, nhưng tôi vẫn luôn khao khát tình yêu thương cùng vòng tay dịu dàng của đấng sinh thành. Tôi nghe mẹ nuôi kể lại rằng bà nhận nuôi tôi sau một vụ tai nạn. Tôi muốn biết tôi thực sự là ai trong thế giới này. Có lẽ quê hương tôi là một nơi có nghề làm hương. Tôi đã tìm kiếm thông tin từ rất lâu, và nay tôi đã trở lại Việt Nam để tìm lại gia đình của mình. Nếu ai biết, hãy liên hệ với tôi. Hãy để lại comment dưới video này. Hãy giúp tôi chia sẻ video này đến mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cô cho con hỏi, cách đây 20 năm ở làng mình có ai bị mất con ở ga tàu không ạ? Cái này thì cô cũng không biết đâu.
Chỉ có bác trưởng thôn ý thì là bác ấy biết được ấy. Bác trưởng thôn ạ? Ừ. Bác trưởng thôn ơi. Bác ơi, bác cho con hỏi cách đây 20 năm ở làng này có ai bị mất con ở ga tàu không ạ? Biết. Cậu đi theo tôi. Quê hương của tôi đây rồi. Chỉ ít phút nữa thôi, tôi sẽ được nhìn thấy và xà vào lòng mẹ thân yêu. Đặt chân về lại mảnh đất quê hương, những ký ức tuổi thơ sống lại rõ nét hơn bao giờ hết. Chính tại nơi này, tôi đã có những kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào. Tôi cảm nhận được quanh đây hương thơm của thảo mộc, thứ hương thơm vương vấn trong ký ức mà tôi chưa khi nào quên. Đây, bà ấy đây. Cậu tên là Đông phải không? Dạ. Thế thì không thể nào mà nhầm lẫn được rồi. Đây chính là mộ mẹ cậu. Hôm nay là ngày giỗ của bà ấy. Có lẽ cũng phải 20 năm rồi. Khi nghe người ta nói con bà ấy bị bắt đi mất, bà ấy đau buồn quá rồi đổ bệnh. Hơn 1 tuần sau thì mất. Đông à? Mẹ yêu cháu, con mong mẹ không buồn vì từ tận đáy lòng con luôn biết ơn tình yêu thương vô bờ cùng những nhọc nhằn suốt những năm tháng qua mẹ nuôi con khôn lớn trong một thế giới khi tất cả đều được kết nối với nhau. Cuộc đời chúng ta còn ý nghĩa gì nếu không biết đến nguồn cội của mình? Càng trưởng thành, khao khát tìm lời đáp cho câu hỏi đó càng cháy bỏng trong con. Dù có thế nào, mẹ cũng sẽ luôn luôn và mãi mãi là gia đình của con, là người mà con suốt đời yêu thương và trân trọng. Con yêu mẹ.